Cho con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2007, cũng là ngày rằm tháng 4 năm 2007 âm lịch. Kim Cang Viên Giác xin được cúi đầu chào các chư tôn trí thức, thiện trí thức và các chư tôn túc trong rum, cũng như các vị Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia đã quá bước đến Quán Thế Âm Thiền Tông giảng đường để chúng ta được có cái nhân duyên hội ngộ ngày hôm nay. Có chút duyên lành, Kim Cang Viên Giác xin được hồi hướng tất cả công đức này đến cho tất cả chúng sinh trong mười phương được thọ nhận và hiểu được công thức và tư cách của Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã đến thế giới Ta Bà này, Phật đản sanh 2631 và Phật lịch của chúng ta thì 2551. Thật hữu duyên cho chúng ta được gặp mặt ngày hôm nay trên thế giới Ta Bà này. Vô thường đến cho mọi chúng sinh. Sẵn có nhân duyên đây thì Kim Cang Viên Giác cũng được nhắc nhở các vị tôn túc thiện tri thức trong rum, chúng ta hãy bước lên những bước hành trình của những bậc tiền bối, của những bậc cổ Phật và những bậc Bồ Tát trong quá khứ. Chúng ta hãy dùng tất cả chân ngữ, tất cả sự chân chánh, và chúng ta phải cố gắng tự lực mà bước lên trên con đường giải thoát. Vì chính bản thân của mình là cách mạng bản thân, chúng ta phải dấn thân vào thế giới Ta Bà này. Đừng để một pháp nào còn sót lại. Đừng chỉ trích và hãy xây dựng để tất cả đồng tiến trên con đường giải thoát. Đó là cái hành trình và cũng là đó là một cái sự dân hiến thật sự cho đạo giải thoát, là cho con đường giải thoát của bản thân mình. Không một chúng sinh nào được thọ nhận. Nếu chúng ta nói
mà không hành thì chỉ là thành được bọn ma đạo thôi, tà đạo thôi. Một vị chân sư không chỉ trích bất cứ một chúng sinh nào. Hy vọng là các vị hãy lãnh hội trong cái công việc giải thoát này của bản thân mình, để đánh dấu thêm một năm tuổi đạo trong tổ cam cõi ta bà này. Thì xin các vị trong room hãy tự nguyện tự lực để mà lãnh trách nhiệm này, cái tự giác và tự độ này. Thì chúng ta thường đọc ở trong kinh tự độ, độ tha, tự giác, giác tha thì giác hạnh mới viên mãn. Nhưng bắt nguồn bằng cái lời nói bình thường giản dị thì các vị sẽ không có thấy cái gì là tiềm năng của nó. Nhưng các vị nếu các vị hành cái hành trình của mình, nó thật là không có dễ, là tại vì trong cái bản năng của chúng ta thì ngũ uẩn nó có, lúc nào nó cũng tranh đấu và nó cũng muốn hưởng thụ. Chúng sinh của chúng ta trong thế giới bản thân của mình, nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng sinh đó đã được độ rồi. Nhưng mà khi mà cái bản ngã của mình nó nằm ở trong, nó không có phải là đơn giản như chúng ta thấy. Dĩ nhiên là có đôi khi chúng ta đọc được những quyển kinh, những lời pháp hay của những bậc tu giảng thuyết, chúng ta tưởng chừng như là dễ hiểu lắm. Nhưng mà các vị ơi, không có dễ hiểu đâu. Hiểu mà trong cái trí của các vị, mà cái hành thì nó lại khác đó. Cái trí của chúng ta thì lúc nào cũng phân biệt thiện ác. Cái giải thoát nó nằm không phải trong cái lời nói, không phải trong cái lời biện luận, và không phải trong cái danh từ. Các vị hãy nhìn lại trong quá khứ của Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta, thì các vị nhìn thấy đi, trong nhiều kiếp, số kiếp không thể nghĩ bàn, số kiếp đếm không hết, không phải nói triệu, không phải nói triệu kiếp, không phải nói ức kiếp, không phải nói muôn ngàn ức kiếp, mà cái số đếm không hết. Ngài đã từng là một chúng sinh làm những việc ác có, thiện có, sai có, đúng có, bị nhân quả chi phối trong những nhân duyên đó, lành có, dữ cũng có. Và Ngài đã giác ngộ được những cái hành động của mình, việc làm của chúng ta. Nếu chúng ta tự hỏi lại bản thân của mình, bao nhiêu việc chúng ta đã làm, có bao giờ chúng ta tự ngồi mà nghĩ lại trong thế giới này, trong việc làm của chúng ta đã làm bao nhiêu việc đau khổ cho nhiều người khác? Chúng ta tự nghĩ là làm suy nghĩ thì phải làm cho trúng, nhưng mà thường thường cái đúng đó, nếu mà thật sự là đúng thì chúng ta phải hiểu, phải thông và phải cảm nhận được cái quả. Tất nhiên là chúng ta khi làm một chuyện gì, tại vì hữu vi, cái pháp hữu vi là cái pháp của thân của chúng ta, còn cái pháp vô vi là trong tâm chúng ta sẽ gặt hái. Nhưng mà hữu được thì vô không được, vô được thì hữu chẳng nhận được. Làm sao mà vô hữu cũng đồng, biến hóa tùy duyên, chẳng lệ thuộc về vật chất, chẳng lệ thuộc về chúng sinh của bản thân mình. Phải hỷ xả hết tất cả để bổ túc cho những cái khuyết điểm của chúng ta. Đạo Phật là một đạo giải thoát
không phải là thấp, không phải là thấp lắm, mà cũng không phải là cao lắm, không phải là ác lắm, mà cũng chẳng phải gọi là thiện lắm. Chúng ta phải hiểu được từ hành động, từ việc làm mà không chấp nó. Tại vì cái lỗ tai của chúng ta, con mắt của chúng ta, thân ngũ uẩn của chúng ta, nó nhiễm theo cái ái của cái dục. Bây giờ các vị muốn giải thoát thì giải thoát cái gì? Nếu mà các vị đang hạnh phúc, các vị nghĩ là đâu có gì đâu giải thoát. Có nhiều vị lại nghĩ là thế giới ta bà này vui lắm. Còn có nhiều vị thì bị nghiệp chướng nặng nề, đau khổ, tìm việc làm không được, tìm cơm ăn áo mặc không có, tìm chỗ ở cũng không luôn, không sống không được mà chết cũng không xong. Nghèo thì có nhiều vị nghĩ là nghèo mới đi tu. Nếu mà nghèo thì mà đi tu được á, thì các vị phải có được cái duyên nữa. Chứ nếu mà nghèo mà đi tu thì chưa có đủ phước. Cái phước thật sự, bây giờ các vị nhìn thử ngài Bổn Sư Thích Ca, một bậc giải thoát thật sự, có phải là nghèo hay không? Các ngài đã đến thế gian này bằng một cái sự đầy đủ, là một cái duyên để cho chúng sinh thấy được là các ngài không phải là thiếu thốn mới đi tu. Tất nhiên là đầy đủ hạnh phúc và sống trong thế giới đầy đủ đó mà tính đổi, mà phiền não nó cũng có trong đó. Tại vì sao? Là tại vì sinh thì phải tử. Trẻ, các vị sinh ra các vị sẽ bị già, và các vị sẽ phải chết. Sinh lão bệnh tử là chúng sinh nào cũng không thoát được hết. Nhưng Đạo Phật đã ra đời và đã chỉ cho chúng sinh, cho chúng ta biết Đạo Phật là vô sanh, vô diệt. Cái này, cái pháp này, ngoại đạo không thể nào nhận được và không thể nào chấp nhận được. Tại sao gọi là vô sanh diệt? Chúng sinh nào lại không sinh diệt? Nhưng những vị đắc đạo thoát được, cái đó mới là cái mà các vị đang đi tìm đây. Mỗi chúng sinh đều sinh lão bệnh tử hết, thì vô đạo nào mà còn sinh lão bệnh tử? Thì chúng ta không đi, không tìm, chúng ta cũng bị sinh lão bệnh tử như nhau. Nhưng Đạo Phật, cái tiềm năng của Phật giáo là một cái sự giải thoát, giải thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử. Cái đây, cái này là ngoại đạo không theo được. Tiên đạo, để vượt lên một chút qua khỏi con người, là nhân đạo. Tiên đạo có thể sống lâu, nhưng Phật đạo thì có quyền trở lại, có quyền chọn cho mình một cái duyên, mình muốn sinh là vào thế giới nào thì mình đặng sinh vào thế giới đó. Còn mọi chúng sinh không có sự chọn lựa. Nếu mà nhân quả nó đến, Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả. Bồ Tát biết là nhân mình gieo là mình sẽ hái, mình sẽ bị gặt. Thành ra Bồ Tát không thể nào nhận lấy những cái duyên mà xấu. Tại vì Bồ Tát đã biết trước rồi, đã trả rồi, không có gieo nhân xấu nữa, đã nhận biết là cái vật nào mình muốn. Bây giờ các vị Bồ Tát chung đây là sơ căn Bồ Tát,
hay là Đại Căn Bồ Tát? Vị nào có tự ngồi thiền mà soi lại thân và tâm của mình, thử hỏi xem những cái việc mình làm cho mọi người, mình có muốn người ta làm cho mình hay không? Hãy nhắm mắt lại, hãy suy tư duy, hãy suy nghĩ. Nếu chúng ta dùng cái pháp, dùng cái hành động, việc làm cho người đối diện của mình mà chúng ta cũng thích người đó đối với ta như vậy, thì đó là một cái quả mà các vị muốn. Thì bây giờ các vị muốn kiếp sau cái nhân duyên nó trở lại có thuận hay là nghịch là do kiếp này các vị gieo đây. Và các vị muốn đắc đạo, đắc là được, được những cái chuyện mình đã làm trở lại cho mình. Còn nếu những việc mà bất thuận, mà vì toàn là việc nghịch đạo không à, thì e là kiếp sau các vị sẽ bị cái nghiệp trả lại xấu, là tại vì cái nhân các vị gieo không có tốt. Còn nói đi, các vị Bồ Tát tại sao kiếp này lại phải mang những cái nghiệp chướng nặng nề mà không thoát được, mang nghiệp chướng mà đến nỗi mình thấy mình rất là tội nghiệp, ngang trái, oan ức. Các vị nghĩ là nếu mà tu nhiều thì phải được gặt hái những cái kết quả tốt, phải không? Mà tại sao những vị Bồ Tát lúc nào cũng bị toàn là nghịch cảnh, ngang trái? Bây giờ chẳng những các vị nhìn lại, các vị sợ, có nhiều vị nói rằng nếu mà tu mà cái nhân quả xấu như vậy, thôi đi, chắc tôi không dám tu rồi đó. Tại vì tu mà bị nhân quả nó đến, nó dồn dập, nó đau khổ như vậy. Nhưng các vị ơi, biết đâu chính các vị cái khắc hạnh nguyện trở lại làm cái gương, và chính các vị muốn học hỏi cho đủ các pháp, khi các vị một cái gì mà toàn chân thiện mỹ, tất nhiên là toàn chân, toàn giác, toàn thiện, toàn mỹ, tất nhiên là các vị phải trải qua những cái bài học. Không phải các vị học đọc trong sách mà các vị hành được. Tại vì chính các vị phải dấn thân, cũng như các vị nói, nghe nói mưa lạnh lắm, các vị nghe nói hạt mưa, các vị ngồi nghe diễn tả cái hạt mưa, thì các vị không biết cái hạt mưa nó như thế nào. Cũng như các vị nghe nói tới lửa thì nóng lắm, các vị cũng không biết cái lửa nó nóng như thế nào. Nếu mà không đưa tay vào, đưa tay vô trong bếp, vô trong lửa, vô trong cái đèn cháy, thì các vị sẽ không có cảm cái giác được nó nóng như thế nào. Cũng như cái đau khổ của dục tình, dục tính, nếu mà đau khổ không thì các vị cũng như lửa vậy, các vị đã biết rồi. Nhưng mà ngược lại, chúng sinh nếu mà đến với cõi ta bà này mà đi đòi nợ các vị, mà để cho các vị thấy ghét, các vị đâu có trả đâu. Để cho các vị không có thương được, các vị đâu có đến gần. Cái nghiệp làm sao mà nó có cái duyên được? Cái duyên là cái gặp, cái nghiệp là nghiệp thiện có. Nghiệp thiện tất nhiên là gặp nhau thuận nhau. Nghiệp ác cũng có, nghiệp thiếu nợ cũng có, người thiếu nợ mình và mình thiếu nợ người. Thì bây giờ nếu mình thiếu nợ thì mình đi trả nợ, nếu người thiếu nợ cho mình thì người sẽ trả cho mình. Nếu mà nói vậy thì dễ quá, phải không? Nhưng cái dục tình mà nói con người đó thì chưa đủ, mà bây giờ nói tất cả các vật gì đẹp chúng ta đều muốn thâu hết á.
tất cả cái gì nghe nói tốt, hồi mới đẻ ra nhân chi sơ, tánh vốn bổn thiện, thì không có biết cái vật nào nó tốt, vật nào nó xấu hết. Nhưng mà khi mà đến thế giới này, nghe chúng sinh bên cạnh, nghe chúng sinh khác nói, ở cái vật đó nó tốt à, tại nó tốt, tại vì nó mắc tiền, tại khó kiếm. Cái vật đó ngon, nó mắc tiền, tại vì kiếm cũng không có ra nữa, mắc lắm. Cái gì khó thì mắc, phải không? Thì các vị cố gắng đi tìm. Bây giờ nói cái đạo cũng vậy nữa. Bây giờ Chim Cang Vi Giác nó tỉ dụ một câu chuyện nha, nói tới thiên đường. Nghe cái câu nè, người xưa nói thiên đường hữu lộ vô nhân dẫn, thấy không? Thiên đường hữu lộ, thiên đường nhiều đường lắm. Thiên đường là cái chỗ đó nó tốt đẹp, nó hoàn mỹ cho chúng sinh tiến hóa, không có chúng sinh nào muốn đến hết á. Thiên đường hữu lộ vô nhân dẫn, không ai muốn dấn thân tới đó hết. Mà địa ngục vô môn hữu khách tầm, tự nhiên là địa ngục không có cửa. Cái chỗ nào đó không có cửa mà cái thắc mắc, cái tìm tòi, cái muốn học hỏi đó, nghe cái gì khó đó, nghe cái gì kỳ cục đó, các vị muốn tìm hiểu, các vị đào lộ, các vị chung vô để coi nó đang sao. Nhưng mà địa ngục cứ thường thường đó, nếu nó xấu không thì người ta không vô đâu. Nhưng mà nó có cái bề mặt của nó, thiên đường đó, thì nó không có cái món nào trong đó để mà chúng ta tham sân si hết. Chúng sinh thấy đâu có cái gì đâu, đến đó làm cái gì, đúng không? Mà cái chỗ nào mà mắc, tốn tiền, ví dụ như bây giờ nó, ví dụ như giảng đạo đi, hay là có cái phim gì đó, cái giá thật là mắc. Người này nói đến người kia, người kia nói đến người nọ, chỗ đó đó, chỗ đó vô rồi là không có cho người copy được, ăn cắp được. Thì chúng sinh lại dồn dã, chen lấn, tìm cách chợ đen, mua giấy, mua vé, làm sao để chen cái chân được vô đó. Nếu mà giảng đạo, sự giải thoát, Đức Phật chỉ thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, nào, ta không có tìm đâu hết. Muốn lên thiên đàng hay muốn xuống địa ngục đều do mình, không có tốn một cái gì hết, không cần ngó ra, không có tốn cái gì hết. Nhưng phải bỏ những cái hữu, bỏ những cái danh sắc, bỏ những cái tranh hơn tranh thua thì sẽ được, do mình chọn lựa. Bây giờ mình muốn đi lên thiên thượng, thấy không? Mình muốn đi lên thì đi lên thiên hạ, mình muốn đi xuống thì chính mình cũng đi xuống, do mình tạo cái nghiệp lành đi lên, tạo cái nghiệp ác thì đi xuống. Mình muốn ăn hiếp người kiếp này, mà nếu mình có cái đủ khả năng, nếu mình có cái chức phận giao cho mình cái quyền sơ thôi, là biết được cái tánh của người. Cho người giàu mới biết tánh được cái người ta như thế nào. Muốn thử người ta, hay thử vàng, hay thử người, thì chúng ta đều có thể làm được hết. Muốn thử vàng, muốn thử vàng thì chúng ta phải thử bằng lửa. Muốn thử chuông, coi thử tiếng chuông nó có đánh nó thanh hay không, thì chúng ta gõ thử xem thì nó có thanh hay không. Nếu mà chúng ta muốn thử người, coi thử người đó có sân hay không, chúng ta chỉ chọc một cái biết liền. Người đó có thông minh hay không thì chúng ta ra điều kiện làm cái chuyện gì đó để thử con người đó có biết cách đối đáp. Mà đối đáp đó là thử người, nhưng mà thử thánh nhân. Nghe nói nha, thử thánh nhân, thử một cái người mà thánh, chúng ta không có thử lời được. Thử cái hành động, chúng ta phải đưa vô một cái hành động, đưa vô một cái duyên,
mới biết cái tánh của người đó làm việc như thế nào. Nếu mà thử người, mà thử tánh nhân mà lấy lời nói thì ai nói cũng được hết á. Những cái hành á là qua bậc người rồi mới hành nổi, thoát ra khỏi cái mắt thấy tai nghe, thấy chưa? Tất nhiên là người ta hành động nữa. Nếu mà mình thử người mà mình nói, nghe người ta nói lại cũng hay nữa, làm sao mình biết, mình duyệt được cái người đó, mình duyệt được cái người đó có thông minh hay không? Thông minh mà trong lời nói thì đọc sách nhiều cũng nói được, phải không? Nếu mà tu mà qua cái hình tướng thì cái ngài Bổn Sư Thích Ca có nhớ một cái câu chuyện. Thành ra hy vọng là các vị trong room đừng tu trong hình tướng. Khi mà vô thường nó đến, chúng ta chết đi, cái tướng của chúng ta đó nó không có là cái gì, nó chỉ là cát bụi thôi, chỉ là tro thôi. Cái thân của chúng ta đốt lại còn có một nấm thôi, không có nhiều. Nhưng cái tâm của chúng ta, nếu chúng ta có tình thương độ tất cả chúng sinh của mình, của mình độ được là của người mình so lại, mình coi chúng sinh khác cũng như cái thân chúng sinh của mình. Mình nói mình thương mình không chưa đủ, nếu mình thương mình mà mình lo cho mình là cái đó không phải là thương mình đâu. Ví dụ như một cái câu chuyện, bây giờ mình có 10 người hay 100 người trong thế giới của mình thôi, 10 người trong cái gia đình thôi, mà mình cứ làm tiền thì mình ăn hết một mình mua đồ mình giữ, mình ăn một mình thôi. 9 người kia nhịn đói, vì 9 người kia cũng tiếp tục làm như vậy thì không có tình thương. Bây giờ mình có, mình đi làm, mình chia, vui sẽ buồn, mình chia từ cái vui cho đến cái buồn, từ cái nhân cho đến cái quả, thì mọi người cũng sẽ chia cho ta như vậy. Thì chúng ta sẽ chia được tới 10 ngày nếu 10 người. Còn nếu chúng ta ăn một mình, hưởng một mình thì có một ngày thôi, hay là một đời của chúng ta thôi. Nếu mà nói đến tu đạo Phật thì chúng ta phải biết có kiếp trước, có kiếp sau, có nhiều kiếp nữa, chứ không phải nói chuyện mà giống như là không có đầu, không có nợ mà cũng không có duyên nữa. Nếu mà chúng ta không có nợ, không có duyên, không có nhân, không có nghiệp lành thì chắc hẳn giờ này Mần Ni và các vị cũng không gặp nhau trên room này. Tất nhiên là chúng ta có cái nhân lành, có cái dòng máu giải thoát, và chúng ta muốn chia sẻ và xây dựng cái tiềm tàng sự giải thoát trong mọi chúng sinh. Chúng sinh này cũng do chúng sinh của chúng ta thôi. Cái pháp giải thoát không phải của một riêng một người nào, mà của chúng sinh nào cũng có hết. Giống như chúng ta cầm một cái bị ngọc báo ở trong tay, cái ngọc rất là báo, rất là quý, mà chúng ta không nhận được, tại vì chúng ta chưa phải là cái người thợ chuyên môn, thì chúng ta không nhận được cái loại ngọc nào. Nhưng nếu nói về chúng ta muốn biết thì chúng ta phải đi học. Đi học thì phải hỏi, hỏi cái người dạy mình, nhận diện được, phân tách được cho chúng ta biết cái loại ngọc nào là quý. Cũng như chúng ta đi tu, bình luận, giảng thuyết, nghe, học, xây dựng và hỏi cùng nhau. Kẻ đi trước, người đi sau sẽ đến bờ giải thoát. Đừng có một cái sự tranh, xô đẩy, tranh luận hơn thua. Cái giải thoát nó không có nằm ở chỗ hơn thua. Càng bỏ, càng muốn hơn thì càng đi tuột.
càng buông, càng giải thoát, càng tha thứ, càng hy sinh, không mất gì hết mà chúng sinh lại càng thương mình. Nếu mà mọi vật trên thế gian này đồng có một cái chân tánh biết suy nghĩ cho mọi người, thế giới dù chúng ta có ở là người ta, chúng sinh có gọi thế giới đó là địa ngục, mà mọi người thương yêu nhau, không có sự tranh hơn thua và giúp đỡ nhau, cho dù chúng ta có sống người ta gọi là địa ngục, cái đó cũng không phải là địa ngục. Có một cái sự cảm thông, cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài đã đến thế giới Ta Bà này. Nếu nói người tu nghèo, nghèo mà mới với một cái tình trạng nào, tình huống nào, nghèo là tự nguyện xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, cứu độ chúng sinh, thì đâu có gọi là nghèo. Cái đó là người rất là rộng rãi, có một cái tình thương thật là bao la, tư cách thật là đại anh hùng, là những vị mà chúng ta cần phải noi gương và chúng ta cần phải học hỏi. Tại vì những gì đó không tiếc thân mạng, không tiếc gì cuộc sống mà hy sinh, là một ngọn đuốc và một bước chân, bước đến đâu là có, là những đóa sen xuất hiện. Cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài bước bảy bước, bảy bước, mỗi bước đều mọc lên một cánh sen để biểu dương cho chúng ta biết là dù bước chân của ngài có xuống địa ngục thì cái địa ngục cũng trở thành trong sạch, có đi vào thế giới hỗn loạn thì thế giới cũng bình an, có nằm trong ngũ dục thì ngũ dục cũng chưa hề nhúng tới bước chân của ngài. Rồi các vị trong rung nghĩ sao? Vậy là ngài được chứ tôi không được. Các vị cũng được như vậy, nếu các vị hành những cái hạnh kiểm, kiểm điểm lại thân tâm của mình, cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca. Tu một kiếp, mấy vị nghe nói tu một kiếp làm sao mà đậu được, làm sao đắc đạo được. Khi các vị đến thế giới này, hiện tại bây giờ, các vị ngồi tại đây, các vị không phải tu một kiếp, không phải tu một kiếp mà các vị làm được kiếp nhân đâu. Tất nhiên là các vị đã tu nhiều kiếp, cũng số đếm không hết. Và các vị duyên một cái hạnh kiểm, hay duyên một cái gì, một nghiệp duyên, tự độ mình và độ người mà các vị đã thị nguyện đến đây. Có thể là các vị bị đọa vào đây, nhưng thế giới nào mà các vị đến mà còn nghe Phật Pháp là không phải là dễ. Tất nhiên các vị phải biết, phải nhận diện được là các vị đã có một cái duyên lành. Các vị phải nhận diện được là các vị đã có một cái phước duyên. Phước duyên, hữu duyên không có phải là ít đâu. Cũng như Bần Ni ngày hôm nay gặp các vị và chia sẻ các vị những lời nói chân ngữ, cũng không phải là Bần Ni mới được đây, mà cũng như các vị vậy, chúng ta đã có một cái nhân duyên hội ngộ và nhân duyên giải thoát giống nhau. Cái hành trình làm kiếp nhân để tu được giải thoát ra kiếp nhân, cho dù mình đến nhau, đến với thế giới này bằng hình thức nào, nếu chúng ta không dùng lợi điểm
cái lợi điểm là chúng ta được làm con người, được nghe Phật Pháp, được có những bậc thiện trí thức bên cạnh, được những cái mà lợi điểm như vậy, được đạo tràng của Phật Pháp, lợi điểm như vậy mà chúng ta không tu thì thật là uổng cho kiếp nhân sinh. Các vị đã bước lên được bậc nhân, các vị thấy không? Tuy nhiên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, con người, bây giờ nếu các vị tu thọ giới Bồ Tát là các vị đã, nếu mà là thọ giới năm giới thôi các vị cũng là thiên rồi đó, nếu các vị mà giữ đúng. Còn nếu mà các vị thọ nhân là năm giới, tam quy ngũ giới, rồi những vị Bồ Tát giới, hay là những cái giới mà điều mà Đức Phật đã chỉ dạy, mà chúng ta vào trong thế giới đó, nằm sống trong thế giới đó mà thực hành theo cái giới luật, thì các vị không phải ít đâu, thiên các vị cũng có thể trở thành một cái bậc thiện thật sự của trời. Mà nếu các vị làm một vị Bồ Tát thì các vị có đọc trong trong cái pháp giới Bồ Tát giới tại gia, nếu làm vua cõi trời các vị cũng không muốn nữa, các vị chỉ muốn là tu cho giải thoát. Thì từ các vị Bồ Tát giới ở trong thế dung room này, à, trên thế giới này, Kim Cang cũng rất là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ các vị. Là tại vì trước hay sau các vị cũng trên con đường, trên cái tầng bậc thang đi trên con đường giải thoát, giống như những bậc tiền nhân, tiền bối, cổ Phật. Thì hy vọng là thế giới này, nếu mà đặc biệt các vị tiềm năng, các vị mà phát triển điều đủ, nhận lãnh trách nhiệm của mình, thì các vị không sớm thì muộn, các vị cũng vào trong thế giới của chư Bồ Tát vạn hạnh, thì các vị sẽ đạt được những cái đạo quả mà các vị giải thoát trong quá khứ đã được. Các vị đừng phân biệt thiện ác, đừng chỉ trích, đừng chỉ trích. Bây giờ nói tỷ vụ đi, tỷ vụ mà người ta nói được mà người ta làm không được, chúng sinh nói được mà chúng sinh làm không được, cũng chúng ta cũng chấm điểm tốt đi. À, tại vì người ta ít nhất người ta nói được cho người khác nghe, biết đâu cũng là một cái duyên, một cái phước. Rồi mai mốt cái người kia làm thì cái người này nói đó sẽ làm sao. Các vị có nghe các vị một Bồ Tát ở trong Đại Thừa Kinh không? Tụng kinh cho chúng sinh thành Phật, tất nhiên chúng sinh nghe thuần tánh, sửa từ từ cho chúng sinh khác nghe, và chúng sinh khác tu đắc đạo. Chúng sinh đó là chúng sinh của các vị, tất nhiên tụng lời kinh, nghĩa kinh các vị nhận được thì các vị sẽ đạt được cái phần lợi ích không có ít đâu. Nếu tụng kinh, hiểu kinh mà giảng kinh thì cái đó cái phước cũng không phải là nhỏ đâu. Mà tụng kinh, hiểu kinh, giảng kinh mà phải được hành nữa, theo kinh của Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa mà thực sự hiểu thực sự rồi là tự độ cho mình được rồi, thì mình mới độ tha được. Cái hành động của mình là cái hạnh kiểm của mình, chúng sinh theo đó mà nhìn theo. Còn nếu mà chúng sinh mà nghe, mình nghe chúng sinh đó nói mà mình thấy khó chịu lắm, tại vì cái lỗ tai mình còn nghe phân biệt, có nhiều người, chúng sinh khác lại chê bai, chê cái vị đó hạnh kiểm dở, không đầy đủ. Vì chúng ta lấy cái tâm phân biệt, rồi cũng thối tâm bồ đề nữa. Tất nhiên cái vị kia, cái người mà giảng mà còn có sự phân biệt nhiều, phân biệt thiện, phân biệt ác, phân biệt giả,
phân biệt thiệt. Cái chân thiệt ngữ, cái chân ngữ, nó không có sự phân biệt. Đó là nói về cái vô vi. Cái vô vi là không có phân biệt, là tại chúng ta chỉ hành thôi, ở tâm chúng ta hiểu được, và chúng ta được giải thoát trong thế giới đó. Như là nếu mà chúng sinh khác phỉ báng, chửi bới, khẩu thiệt, thị phi chúng ta, nếu chúng ta nhẫn được, nhịn được, từ bi, nhẫn nhục, là hành kiểm đầu tiên của các vị Bồ Tát, thì cái vô vi là chúng ta được cái tâm lớn. Các vị nghe cho rõ nha. Còn nếu mà chúng ta mà nghe, mà chúng ta phân biệt, thì chúng ta chỉ trích, thì chúng ta chê bai, cái đó là cái phần không có giá trị. Là tại vì nếu mà người trí, nếu mà người trí thật sự nha, người ta làm việc xấu, các vị vẫn học được, học được cái hay ở trong cái xấu á. Các vị nhìn, các vị vẫn biết cái nhân quả chứ. Tất nhiên các vị hiểu được. Chúng ta hiểu được là chúng ta nhận được cái hành kiểm đó. Nếu mà chúng ta nhận được cái hành kiểm, chịu đựng, thì chúng ta được cái an lạc. Cái nhân, đó là cái quả. Nếu mà chúng ta nhận, nghe được, mà chúng ta hiểu theo cái ý phàm, cái tâm dục, cái tâm mà giận hờn, sân si, thì chúng ta sẽ không có nhận được cái tốt ở trong đó. Tại vì khi mà các vị nhìn, thấy mọi người mà giận lên, các vị nhìn thấy cái mặt đẹp lắm không? Hay cái mặt sân si nó xấu xí, phải không? Nó xấu xí lắm. Thì các vị, còn cái người mà người ta nói là sao? Chim mà khôn á, thì nó hót tiếng nghe dễ thương lắm, nghe dịu dàng. Nếu mà người khôn á, nói tiếng cũng nhẹ nhàng, dễ nghe nữa, phải không? Thì hai cái này nó cũng vậy. Nếu mà chúng ta giận, sân si, người kia đã sân chửi mình, là mình nhìn thấy cái mặt, cái tánh, cái hạnh đã không có được tốt rồi, mà chúng ta sân si lên nữa, chúng ta trả đũa là thì chúng ta phải có một cái sân. Còn nếu chúng ta nói chuyện xây dựng, thì chúng ta ngồi suy nghĩ lại coi, người khôn, suy nghĩ lại coi mình có thật sự không. Nếu mình có thì mình sửa, mà nếu mà mình không có thì mình cũng cảm ơn cái người kia đã nhắc nhở mình. Người ta chửi mình cũng cảm ơn nữa, là tại vì nhờ cái người kia nhắc nhở mình và dạy cho mình cái tánh nhẫn. Thấy chưa, mình học được cái tánh nhẫn nơi cái người sân, ngộ không? Cái đó là một trong những cái hạnh kiểm mà lợi tha, là tự độ. Tất cả những gì chúng ta tu, chúng ta sửa, nó không cho người khác được hưởng, mà chính cho bản thân của mình. Ai là người chấm điểm cho mình đây? Người ta khen, mà mình đúng mình cũng biết, mình sai mình cũng biết, mình chết á. Bây giờ nói tỷ dụ nha, cái người làm chuyện ác đó, của mình biết à? Các vị có nghe cái câu chuyện, nói câu chuyện là của Ngài Lục Tổ đi nha. Các vị nhớ là có mấy cái câu thơ đó, rồi mấy vị kia lại chọc, ngươi mà cũng nói được những lời cao siêu như vậy sao? Giảng thơ, Ngài Lục Tổ nói đó, có nhiều khi đó, cái người thấp mà cái tâm rất là cao, các vị nghe không? Có nhiều khi cái người cao á, mà ngã mạng, cống cao ngã mạng mà sĩ bán chúng sinh khác á, cái tâm rất là nhỏ, rất là thấp. Thì bây giờ các vị càng đưa các vị thấp, thì cái tâm các vị càng cao. Tất nhiên là thấy Ngài Bổn Sư Thích Ca, tại sao chúng sinh phải tôn thờ Ngài, suy nghĩ này nha. Cái tương lai của Ngài nếu mà là phàm, nếu là nói như là thế giới này hữu vi, Ngài sẽ là một vị vua trong tương lai. Là hữu vi là Ngài là vua. Bây giờ vua có ai hơn nữa không?
Vua là trong cái nước thế giới của người ta là người ta là nhất rồi phải không? Ngày tương lai ngài là một vị vua. Ngài bỏ hết. Ngài lại lấy không. Không có gì hết á. Vậy mà chúng sinh giờ phải lễ ngài cứ phải hay không? Giờ mà nếu mà mình cứ mong mình hơn, mình đánh mình hơn người đó, mình tìm cách nào để mình giật hơn người đó, đầu tiên là mình đã khổ tâm trước rồi nè. Suy nghĩ cách nào, người nào cũng có thông minh hết á. Ta nói khi mà hai con vật cắn nhau, ví dụ mình nói ví dụ hai con vật cắn nhau, con chó mà nó bị con nai cắn thì chó le lưỡi, nai nó cũng bị cắn lại, nó cũng giặt móng nó. Tất nhiên con nai nó có giỏi lắm thì nó cũng bị cái móng vuốt của nó cũng bị lột hết trơn, tại vì nếu mà nó cấu được con chó, các vị thấy không? Tất nhiên là một chúng sinh nào nếu chúng ta mà còn muốn tranh là chúng ta cũng sẽ bị khổ đó. Chúng ta mà muốn tranh hơn, tranh thua thì không ai muốn tranh hết á. Mà bây giờ các vị làm sao mà các vị bỏ bỏ tham càng nhiều thì các vị càng giàu, bỏ sân càng nhiều thì các vị càng từ bi, bỏ si càng nhiều thì các vị càng thông minh trí huệ. Thấy chưa? Cái tham nó là làm cho các vị ích kỷ, tự phụ, cố chấp, bảo thủ, tâm trở thành nhỏ bé. Có nhiều vị mà tham đến nỗi mà với bản thân mình cũng không có xài, làm sao mà có chuyện mà để cho người khác, cúng dường người khác, cúng dường làm chuyện tốt, hay là cúng với nhà thờ, hay là giúp những người mà thiếu phước hơn mình, không có đâu. Tất nhiên các vị tham, các vị bảo thủ, tâm hồn nhỏ bé. Bây giờ các vị nhìn thấy con kiến, nó chỉ ôm được có cái gì? Con kiến nó chỉ ôm có một cái cục đường thôi à. Nhưng mà cái thế giới này, bây giờ các vị nhìn thấy bao nhiêu đường? Thấy chưa? Bây giờ nói con kiến, đó là nói một chúng sinh. Bây giờ nói tới cái tham. Nếu mà chúng ta càng tham nhiều thì chúng ta càng trở thành con người nhỏ xíu à. Nếu chúng ta càng sân thì chúng ta càng xấu xí. Sân là đầu tiên chúng ta giận lên cái mặt đỏ gay à. Rồi dùng cái trí huệ nó lu mờ đi, tự nhiên dùng những lời nói không có được thanh nhã. Con chim mà nó hót tiếng mà nghe nó tục tằn đó, thì con chim đó nó chửi bới cũng nhiều lắm rồi. Thành ra nó nói tiếng không có êm, nó hót không có thanh. Thấy chưa? Cái si mê. Bây giờ nếu chúng ta thích một cái vật gì hay chúng ta thương một người nào mà người đó, chúng ta muốn người đó phải thương lại chúng ta. Nếu mà chúng ta thân thành bình thường thì mình đối xử tốt thì người đó tốt tốt lại, thì đó là có nhân duyên lành, có nhân duyên là có cái nghiệp với nhau nữa. Còn nếu mà chúng ta si mê một cái vật gì, cái xe hay cái nhà, chúng ta muốn tranh, muốn tham, muốn cho mọi người phát khởi ra bằng cái chữ là chữ ta đầu tiên, muốn cho mình phải hơn với tất cả mọi người, không muốn mình thua ai hết, thì mình sẽ khổ vì cái này. Là tại vì nếu chúng ta nước chúng ta nhỏ mà chúng ta có lòng tham thì chúng ta sẽ tìm cách làm một vị vua, chúng ta sẽ qua bên nước bên kia để mà cướp nước. Nếu chúng ta nghèo mà chúng ta có lòng tham mà không có trí huệ, chúng ta không chịu kiên nhẫn để đi học hỏi, cũng như các vị bây giờ có trí huệ mà tu trong nhiều kiếp rồi thì các vị mới có một cái trí huệ. Chẳng hạn như đọc một văn kiện, giải một cái bài luận gì đó, hay là nói chuyện cũng có đầu đuôi, hay là trước khi mà nói chuyện gì chúng ta phải ngồi nghe từ đầu tới đuôi coi thử cái câu chuyện như thế nào. Có nhiều người, có nhiều vị, có nhiều chúng sinh xuất hiện nghe không có đầu, không biết cái đầu người ta nói cái gì, không biết kết luận như thế nào, thì vội vã trả lời và gây cái oán thù với người khác, thì cái vô tình là mình đã mất đi cái bản tánh bạn bè, bản tánh mà thuần,
bản tánh mà vu tranh, bản tánh dịu dàng và một tình bạn, chúng ta đánh mất à? Chúng ta chỉ dùng một cái lời nói bất nhân, bất nghĩa, bất tính là chúng ta sẽ mất hết tất cả, mất hết tất cả những cái ý đẹp, cái tình cảm có sẵn nơi một người khác đối với mình. Nếu mà chúng ta có một người bạn vẫn thoải mái hơn là có một kẻ thù, chúng ta phải tối ngày đi ra đường phải đi bước phía trước, phải ngó phía sau coi thử có ai rình rình đập lén mình không. Tại vì người ta có nhiều khi người ta giận, người ta sân si, người ta trả lời không có được chứ mình, người ta không có đánh trước mặt mà người ta đánh lén. Các vị thấy không? Khi mà đánh lén, ta nói là ngừa, ngừa người mà trước mặt chứ ai mà ngừa được người mà trong bóng tối, mình trong người ta trong bóng tối người ta nhảy ra người ta đánh mình đâu. Thành ra đầu tiên hay là cuối cùng thì tham sân si vẫn đưa chúng ta đến, vẫn đưa chúng ta đến một cái sự bất an và đau khổ. Nếu mà chúng ta hiểu được thì thế giới chúng ta, tất cả bạn, nếu chúng ta không có kẻ thù thì dù cho chúng ta ở dưới địa ngục, chúng ta có làm cực khổ cách mấy, nhưng mà chúng ta cũng chia sẻ được cái niềm vui là làm cho người khác vui, người ta không có giận. Rồi sau đó là tới mình, nhưng mà mình thấy mình đi sau nhưng mà mình thành trước. Là tại vì gương mặt mình, nếu mà mình khó chịu thì cái gương mặt mình chịu đựng nè, cái tim mình nè, từ cái ốc của mình nè, từ cái dòng máu trong người của mình nè, từ cái gân trong người mình nè, nó cũng chịu đựng không được. Tất nhiên chúng ta sẽ gây ra nhiều cái chứng bệnh trong con người chúng ta. Tại sao có nhiều vị, có nhiều vị là đồ ăn đã làm cho mình bệnh, có nhiều vị vì cái sân si, tham sân si làm cho người ta bị bệnh. Thì khi các vị mà hiểu được, khi mà con người mình bị bệnh thì nó từ nơi đâu mà ra? Có phải chăng là từ nơi thân của mình không hiểu, tâm của mình cố chấp, hành động thân tâm dồn nén và đập phá trong thế giới của mình thì tự mình hủy mình. Bây giờ mình suy nghĩ lại, tại sao có người chết thì rất là linh, tại sao mà chư Phật với chư Bồ Tát hiện hình mình cầu nguyện linh mà tới có nhiều vị là không linh? Ta nói sao? Khi sống khôn thác thiên, thấy không? Mình chết, bây giờ mình còn sống nè, ta hỏi, ta nói chuyện mình cũng không hiểu, phải không nè? Người ta nói chuyện mình không hiểu thì làm sao khi mình chết á, người ta lại người ta cầu nguyện mình mà mình hiểu được? Tất nhiên là mình có cố chấp suy nghĩ cái câu chuyện của mình không à? Mình nằm trong thế giới địa ngục của mình lẩn quẩn ở trong đó, mình cột mình không thả mình ra, mình không có giải thoát được cái thân tâm của mình. Thành ra thế giới của chúng sinh khác mình sẽ không thông cảm được. Khi mà chúng ta hiểu được thế giới của mình thì chúng ta sẽ đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, và chúng ta sẽ hiểu được tất cả thế giới. Tại sao các vị Bồ Tát lại thông cảm với chúng sinh? Bây giờ các vị nói là chúng tôi là người đời, người phàm, mới tu có Bồ Tát sơ tâm không à? Các vị nên nhớ là khi các vị mà phát tâm, khi các vị các phát tâm là các vị đã, nếu mà hành động từ cái phát tâm cho tới cái hành động, cho tới cái lời hiện tại các vị, dù có bao lâu đi chăng nữa, vẫn giữ cái tâm như cái lúc mới phát tâm và hành động như cái lúc mà nhân chi sơ, đừng có sự phân biệt nhiều. Cái băng ngã đừng có cộng vô trong đó, đừng có nghe, đừng có thấy và đừng có cố chấp, thì các vị sẽ đạt được, đạt được một cái sự mà hạnh phúc. Cái hạnh phúc này, thân tâm chúng ta thanh tịnh, an lạc, không phải thế giới bên ngoài cho mà được.
mà là do chính bản thân mình, do chính bản thân của các vị. Hy vọng là các vị tu Kim Cang Vi Ác xin được góp ý kiến như vậy. Ngày hôm nay Kim Cang Vi Ác còn ngồi đây, vô thường nó đến, nó thỉnh, nó mời các vị cũng như Kim Cang Vi Ác vậy thôi. Nếu các vị tu bằng cái tướng thì các vị sẽ không đạt được cái gì hết. Tu bằng danh, bằng tướng là không có đạt được cái gì hết. Nếu các vị tu, các vị phải dùng vô danh, vô tướng. Vô danh đây không có phải là các vị không có tên, mà các vị không trụ trong cái danh từ, không trụ trong cái danh tướng, mà có gì làm chuyện lành. Các vị mà còn có một danh tướng là các vị còn bị kẹt trong danh, trong cái ngữ, còn phân biệt, các vị sẽ khổ vô cùng, không bao giờ giải thoát được hết. Tu tâm là các vị phải hiểu được cái tâm nó không có riêng một người nào hưởng được hết, không có riêng một, không có phải là ông Phật mới được, không phải ông trời mới được, mà cái tâm này nó không có một người hưởng. Cái tâm này là tất cả chúng sinh nằm ở trong cái dòng đó hết á, đều được hết á. Nhưng các vị không không đồng. Tại sao các vị không đồng? Là tại các vị còn danh sắc, còn nghĩ. Các vị đem các vị không có muốn các vị là một thế giới. Các vị muốn các vị không không muốn các vị là đại thế giới. Không muốn các vị là, các vị chỉ muốn các vị là tiểu thế giới thôi. Cũng như các vị không muốn các vị là đại giải thoát. Các vị cứ muốn các vị là tiểu thôi. Các vị nghĩ là các vị muốn đường các vị đi là nó khác. Các vị nên nhớ là nếu mà phản lại là mình khổ thôi. Không phải mình thuận, không phải thuận như chúng sinh, mà cũng phải chống như chúng sinh. Không phải phản như vô thường, nhưng mà chúng ta cũng không thuận như vô thường. Chúng ta chỉ thuận những nguyên lý của vũ trụ, nguyên lý của cái chân. Cái chân thật nó không có cái sự giả dối trong đó, nó không có sự pha màu khác. Cái chư Phật không phải là chỉ trong cái đạo mới được gọi là Phật, mà cái Phật này, tiếng Phật, chữ Phật là chỉ cho một cái danh từ giải thoát. Nếu mà một ngày nào đó mà cái chữ Phật mà các vị cũng không còn giải thoát nữa, các vị chỉ dùng danh tướng để tranh đấu với nhau, để tranh hơn tranh thua, thì cái Phật, cái chữ Phật cũng không còn ý nghĩa gì nữa hết. Chữ Phật là của sự giải thoát thật sự, giải ra luôn danh từ. Khi mà hiểu được tất cả nghĩa của sự giải thoát, chúng ta không nên nghĩ là thế giới này, người này tu hơn người kia, đạo này hơn đạo kia. Cái đạo nó giống như bậc thang vậy đó. Các vị có nhân duyên, các vị nghe nói rõ ràng, các vị có nhân duyên thì các vị hiểu được, và các vị có nhân duyên thì các vị thích. Các vị nhân duyên là tất nhiên các vị đã gieo cái nhân rồi, cái duyên các vị mới hiểu được. Cũng như cái duyên của giải thoát, các vị phải gieo rồi. Cái duyên các vị đã gieo trong giải thoát rồi, các vị mới hiểu được cái quả của giải thoát. Chứ không phải là dễ hiểu đâu, nhưng mà nó cũng không khó. Đừng có vội vã mà mất đi cái trình độ, cái thuyết trình của mình. Có nhiều vị dĩ nhiên là muốn giải thoát là ai cũng muốn liền. Muốn làm vua ai cũng muốn liền. Hay là muốn học, đi học trước khi đi học. Mọi người nói là bác sĩ là tốt. Mình nghe nói cũng muốn học bác sĩ liền. Bác sĩ có nhiều ngành khác nhau nữa, thấy không? Ví dụ như vậy. Mà nói tới muốn ra cái học thành bác sĩ liền đâu được. Phải học từ lớp nhỏ, lớp 1, học từ mẫu giáo lớp 1, lớp 2, học từ từ lên. Thì ra tính trung học và đến đại học, học từ từ. Cũng như đạo cũng vậy đó.
cũng như cái sự giải thoát cũng vậy đó. Các vị không nên chỉ trích. Bần ni nói rồi, Kim Cang Vi Giác nói, các vị nghe là khi mà các vị còn chỉ trích, còn thị phi bất cứ một vị nào, chứ dù giờ vị đó có dở cái mấy, các vị hãy thể xây dựng, có đủ can đảm lời nói ngay người đó tại sao làm như vậy, để người ta cho mình biết tại sao người ta làm. Đó là người ta có cái nhân duyên và người ta có cái từ bi. Còn nếu như gặp các vị mà gặp những vị mà tu kỳ cục cái tánh, người ta chỉ muốn tu cho một mình, không muốn độ người khác, thì các vị là mất cái duyên lành rồi. Các vị nhìn cái tướng người ta, nhìn cái hành động của người ta, các vị không hiểu người ta đang tu như thế nào đâu. Các vị minh sư, các vị mà giải thoát thực sự đó, người ta trước khi độ chúng sinh, người ta phải độ thân người ta, ta thử từ tất cả cái nóng, cái lạnh, tất cả những sự đau khổ, tất cả những nhục hình, tất cả những cái gì mà chúng sinh chê bai, ta phải vào đó và ta học tất cả những cái nhục, những cái vinh, thì người ta mới ra được, ta mới hoàn toàn là giải thoát. Mình ngồi đây mình nói chuyện thị phi, nói chuyện của một người khác, nói chuyện của một vị khác, chúng ta đưa bản ngã chúng ta lên là chúng ta đã sai rồi. Lấy công đạo để mà nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Đức Phật nói thấy không? Thì tất cả chúng sinh đều đáng chúng ta được, chúng ta lễ lại hết á. Tại vì cái hình dáng của các vị đó bên ngoài, hay cái hành động của các vị đó, không có thể nào biểu dương được cái sự giải thoát của các vị đó hết á. Người ta nằm ở trong, cái vị tu là nằm ở trong, giải thoát cũng ở trong, các vị người ta mới hiểu được, tự người ta hiểu được. Chúng ta không thể nào ngồi mà thị phi, chúng ta chỉ ngồi xây dựng hoặc là được học hỏi, lấy cái hay để mà học. Chứ dù người đó làm chuyện dở, chuyện ác, chúng ta vẫn học được cái nhân quả trong đó. Hy vọng Kim Cang Vi Giác một ngày nay, Kim Cang Vi Giác một ngày năm nay, hy vọng là để điểm cho một cái nhân duyên được hội ngộ các vị ngày hôm nay ở trên thế giới ta bà này. Kim Cang Vi Giác chỉ hy vọng các vị hãy dùng Bát Chánh Đạo để đi vào Phật Pháp. Học nhiều lắm, các vị nói dễ, dễ quá mà. Bát Chánh Đạo đâu có cái gì đâu, phải không? À, nếu mà các vị rời xa các chánh đạo là các vị bị tà nhập á. Tà nhập thì dĩ nhiên cũng không có sao, các vị trước sau cũng thành Phật, phải không? Nhưng các vị đi một cái vòng rất là xa. Nói thì nói như vậy thôi. Thực sự đó, bác chánh đạo hay bác tà đạo gì các vị cũng sẽ thành Phật à. Các vị trả nhân quả xong rồi các vị cũng đi ra hết rồi. Thực sự mà nói hoàn toàn thiện rồi, các vị sẽ không còn thấy ác nữa. Các vị phân biệt xong rồi, dù có đến ác hay thiện, các vị không còn gieo nữa, tất nhiên không còn gieo nữa cái nghiệp ác cho chúng sinh nào nữa hết. Các vị chỉ gặt hái những cái quả mà các vị đã gieo thôi. Thì bây giờ cái ác mình đã gieo trong kiếp trước rồi, thì bây giờ nó đến mình cứ việc nó đập vô mình cứ nhận. Cái thiện mình đã gieo rồi thì có đến thì chúng ta cũng nhận, vui vẻ mà nhận thôi, vui vẻ mà nhận lãnh. Nếu chúng ta thực sự chân tu, chúng ta thông hết đó, không có gì mà nghĩ bàn nữa, mà không có gì mà chỉ trích, mà cũng không có gì mà nói là chịu không nổi hết đó. Cái gì các vị cũng chịu nổi hết, vì các vị đã tìm được mình rồi, mình không còn đi lạc nữa. Mình không có nhận định sai nữa. Hả, nhận định đúng rồi đó, thì không có cái gì mà nó sai nữa hết á. Các vị muốn làm cái gì thì các vị cũng hiểu được rồi. Đó là nhân duyên nó đã đến đầy đủ rồi. Các vị hãy cố gắng hành động giải thoát. Giải thoát là các vị, nếu mà các vị còn thắc mắc cái gì các vị phải hãy học vô. Học đầy đủ, tự nhiên các vị chịu không nổi nữa, các vị tự nhiên các vị ra.
còn người khác mà các vị chưa vô trong đó, bây giờ có nói ví dụ như nói lửa là nóng mà các vị không có biết nóng, các vị cũng phải thò cái tay vô cho nó nóng cái đã, nó cháy cái tay rồi các vị mới lấy tay ra. Nhưng mà chúng ta có bổn phận phải nhắc nhở dùm thôi, mà người bên cạnh hay là cái vật đối cạnh với chúng ta hay là chúng sinh đối cạnh chúng ta mà muốn làm chúng ta cũng không thể cản được. Như vậy thôi, hết duyên còn duyên thì còn, hết duyên thì hết, có vậy thôi. Còn duyên thì còn học, hết duyên thì hết học, duyên đến thì đủ. Không có thể nào mà các vị nói là các vị chọn cái chuyện lành thôi, các vị vô gần người ác, các vị chơi với bằng lành thì cũng được, nhưng mà các vị chơi với bằng ác, các vị vẫn học được cái lành, đó là người trí. Còn có nhiều người không trí, các vị chơi với bằng lành, các vị vẫn học cái ác, nó vẫn là như vậy. Thì hy vọng là các vị hãy suy nghĩ lại cái bát chánh đạo, cái suy nghĩ mà cái chánh kiến, mà cái suy nghĩ mà cái thấy đó, thấy sai mà các vị hiểu đúng đó, rất là khó chứ không phải dễ đâu. Vì suy nghĩ như thế nào nó được cái hữu mà cái vô nữa, cái là chánh tư duy đó, thấy không? Thấy người ác mà chúng ta vẫn học được cái hay, cái đó mới là cái khó đó. Khi mà người ta chửi mà chúng ta vẫn học được cái chánh ngữ, chúng ta vẫn nói chuyện đàng hoàng, vẫn tiếng thanh thao, vẫn như chim hót ngọt ngào dễ nghe, mới là khó đó, thấy không? Khi nhưng mà nếu mà chúng ta chân chánh rồi đó thì chúng ta sẽ dùng những lời nói chân chánh đối với mọi chúng sinh, thấy nó dễ dàng. Mà khi mà cái nghiệp chúng ta đó, cái nghiệp mà nó đến rồi, giờ nó có xấu mà chúng ta hiểu được chân chánh thì cái nghiệp đó chúng ta buôn bán. Bây giờ nói, nếu nói buôn bán là bất chánh, thì nếu mà trên thế giới này không có người buôn bán thì các vị lấy người nào để đi mua đồ đây? Thành ra mỗi người có một cái nghiệp, cũng như Bồ Tát vạn hạnh, vạn hạnh Bồ Tát, thấy không? Tất nhiên là các vị Bồ Tát đều có những cái hạnh kiểm, làm những cái bổn phận và hy sinh. Có nhiều vị đó không có tội mà hy sinh để làm, để bị những cái tội mà vô trong những cái tù, bị nghịch cảnh để chi? Để cho chúng sinh khác sợ. Các vị đâu có hiểu được cái đó, phải không? Các vị nói là người ta vô tù là người ta bị tội, hay là người ta là bị hành hạ, hay là người ta ở với cha mẹ ghẻ là người ta có tội, cũng chưa hẳn nữa. Có nhiều vị Bồ Tát phải vô trong cái thế giới đó để cho chúng sinh thấy, để làm cái gương, cái hạnh lành cho mọi chúng sinh, thì làm sao các vị hiểu được? Nếu hiểu được như vậy, cái nghiệp mà mình đang mang đó, dù nó có chúng sinh khác cứ gọi là bất chánh, chúng ta phải hiểu được chúng ta đang làm cái gì. Đâu phải những vị tu là những vị ngu đâu. Mình tu không phải là vô chùa mới là tu, không phải vô nhà thờ mới là tu, mà tu ngay cái chỗ mà tham. Chúng ta tập thử cái tánh thử coi như thế nào, tại sao tham? Sân, tại sao chúng ta phải sân? Trong cái sân của chúng sinh khác, chúng ta học được cái từ bi, cái nhẫn nhục. Trong cái tham, nếu chúng ta bỏ cái tham, chúng ta sẽ không có khổ. Nếu mà vừa đủ trong cái nhân duyên lành thì chúng ta làm, nếu có dư thì chúng ta giúp mọi người, giờ mai mốt mọi người giúp lại. Đừng có lo là mình làm rồi sẽ không có chuyện đó tốt lành xảy ra. Các vị phải biết chắc chắn là nhân các vị gieo lành thì quả nó phải lành. Có nhiều khi cái nhân các vị cho cái người đó tốt mà cái quả nhiều khi là người khác, là tại vì sao? Là tại vì các vị đưa một cách dễ dàng mà người đó không có trả lại một cách dễ dàng mà lấy luôn, không phải là người ta giật đâu. Có nhiều khi người ta mượn các vị kiếp sau người ta trả, hoặc là các vị đã thiếu người ta thì các vị phải trả, thì cái nghiệp nó cũng vậy đó. Không có, khi mà chúng ta hiểu được cái nghiệp chân chánh rồi đó thì không có cái gì mà chúng ta ngồi đó mà than nữa hết. Nếu mà chúng ta hiểu được cái trong cái thế giới bây giờ, nói tới cái giới thứ năm là cái chánh mạng đi, nếu mà chúng ta hiểu được rồi đó thì không có cái nào mà tà mạng nữa hết á. Đến với nhau bằng cái nhân duyên về cái nhân quả nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không muốn, bây giờ nói là chúng ta phải tự tin, chúng ta không muốn
cái trái chua thì chúng ta không bỏ cái hạt giống chua. Chúng ta không muốn cái trái đắng, chúng ta không bỏ cái hạt giống đắng. Chúng ta tự tin, chúng ta phải làm chủ. Nếu mà chúng ta biết được cái tham sân si mà chúng ta làm chủ cái tham sân si thì chúng ta không có than, tự tin và hy sinh. Có nhiều vị Bồ Tát hy sinh rất là cao thượng, có nhiều vị chiến sĩ hy sinh được phong làm thánh. Thấy không? Đâu có nói được. Dù người ta không mong làm thánh, cái người đó cũng trở thành một vị thánh thực sự đó. Tại vì cái tánh của người ta có một vị tà thần và một vị chơn thần, một vị thiện thần và một vị tà thần là ác thần. Chúng ta đừng có làm, đừng có nghĩ tà. Không phải nói nghĩ, không nghĩ tà là chúng ta làm chuyện tà cũng không nghĩ. Phải hiểu, dùng cái trí huệ chúng ta. Khi người ta mà dạy mình, khuyên mình, một vị thầy mà dùng bùa chú mà không có dạy cho mình cái tự tin để sửa tâm tánh tham sân si của chúng ta, là người đó là tà sư, chứ không phải là chánh sư, không phải là một người chân sư. Một người chân sư là phải dạy nhân quả đầy đủ, nhân duyên đầy đủ, phải chỉ cho chúng ta biết những cái gì đáng làm và những gì không đáng làm. Đó là những vị chân sư, chân chánh. Còn những vị mà dạy một cách mờ mờ tịch tịch, dạy bùa chú, dạy yếm đối, dạy ác độc, dạy ganh tị, dạy ích kỷ, dạy những cái mà những gì giải thoát chừa bỏ cái tham sân si, mà vị nào mà cưỡng vô, cầm vô, nhận vô, dạy ra, tại vì đó là tà sư chứ không phải là chân sư, không phải là minh sư. Vì đó là bị manh sư, tất nhiên là không có biết được nhân quả. Vì đó là gì, bị ác sư. Nhớ rõ là như vậy. Chứ dù người đó là có một cái danh từ, người ta kêu là một bậc giải thoát, nếu một vị Phật mà dạy các vị, không vị người ta kêu là Bồ Tát mà dạy các vị làm toàn chuyện ác, giết hại chúng sinh, thì các vị cũng đừng có đi theo. Thấy không? Đức Phật nói thường câu sao? Nhiều khi ma mặc áo Phật, thấy không? Ma mặc áo Phật, ma cũng vẫn là ma thôi à. Phật mặc áo ma, Phật vẫn là Phật. Nhớ rõ như vậy đó. Các vị nhớ cho rõ. Dù là người đó có là tâm ma, mặc áo một vị Bồ Tát cũng là ma chứ không phải là Bồ Tát. Một người ác sư mặc một áo Phật cũng không phải là Phật, mà chỉ là một vị ác sư. Thấy chưa? Còn một vị mà ma mà biết tu, biết sửa, thì không có bao giờ, không bao giờ dạy cho chúng sinh làm chuyện ác hết. Còn vị Phật, vị Bồ Tát dù có mặc áo dơ dái, dù có thân hình có tiều tụy, dù có nghèo cách mấy, nhưng mà cái tâm hồn của các vị đó, tâm hồn của các vị đó cao thượng như một bậc Bồ Tát, một vị Phật, một vị giải thoát. Chúng ta đừng có nên nhìn cái bốn tướng phàm phu thấy. Cặp mắt chúng ta đã gạt chúng ta, lỗ tai chúng ta đã bị lỗ tai ma, ma trong lỗ tai nó gạt, ma trong con mắt nó gạt, ma trong thần ngũ quẩn chúng ta đã gạt chúng ta. Đừng có thấy cái gì đẹp, cái gì to, đừng có thấy cái lời nói ngọt ngào mà nghe theo, mà hãy nhìn cái hành động và cái việc làm nó có đưa đến cái cuối cùng của cái sự giải thoát hay không. Đó là quan trọng nhất. Hy vọng là Kim Cang Viên Giác ngày hôm nay có một chút duyên lành hội ngộ với các vị trong Zoom. Biết đâu ngày mai một chút lát hay một lời nói trong thời gian vô tình hay cố ý hôm nay sẽ điểm được tiếng chuông Bát Nhã để mà độ cho chúng sinh nào có hữu duyên trong tương lai. Các vị nên cái chữ hứa đó, cũng như là cái nói gì tinh tấn đó, cái tính à, cái tinh tấn là cái tính của các vị á, cái chữ tính. Bây giờ nói tới các vị, bây giờ nói tới cái ngày hôm nay có các vị Bồ Tát tự nhiên hội ngộ trong cái Zoom này hôm nay,
đối với Kim Cang Vi Giác, dù các vị có bận biểu thế nào, các vị cũng biết ngày hôm nay là Kim Cang Vi Giác lên. Tất nhiên các vị có lên ngày hôm nay là biết là các vị có nhân duyên và có chữ tín hứa, cũng như Kim Cang Vi Giác ngày hôm nay có duyên. Tại vì cái nét hay là cái đủ duyên thì chúng ta hội ngộ thì cũng gọi là cái chữ tín. Mà các vị có nhiều khi lên được mà các vị không muốn lên, không muốn vô, là tại vì các vị không có tinh tấn tu và không có cái chữ tín, không có muốn hứa. Có nhiều vị nói con muốn tu thôi, con muốn thọ giới. Tất nhiên các vị không muốn hứa là các vị cũng biết các vị là chưa có chữ tinh tấn, chưa có tự tin, là tại vì các vị còn nghĩ là con ma ngũ quẩn các vị, nó dụ dỗ các vị, nó dụ các vị đi chỗ này đi chỗ kia, các vị có thể quên, thế chứ thành ra các vị không dám hứa và không dám thọ cái giới, không dám thọ cái luật, thành ra các vị không có tinh tấn. Không tinh tấn tất nhiên là con người bữa nay thì đi 3 bước tới, ngày mai đưa 4 bước lui, thì có nhiều khi dậm chân tại chỗ, nhiều khi nói than tại sao con khổ quá, tại sao đời này con không có được thông minh, tại sao con không có trí huệ, tại vì con không chịu bước ra ánh sáng, con cứ mãi mãi nằm ở trong bóng tối và con đứng đó con dậm chân con than. Thì bây giờ ai nghe được đây, ai nghe? Chỉ có một mình nghe, và những bạn đồng hành nhìn thấy mình kéo mình cũng không chịu đi, là tại vì mình thích cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, cái vui, mình dễ vui. Dễ vui thành ra mình không có được cái tinh tấn, và mình không có nghe được cái người bạn thiện trí thức, mà mình chỉ nghe trí ác thức. Tất nhiên là cái trí phân biệt cái nào vui, cái nào hay, cái nào tốt, mình đi theo mà mình quên cái chữ tín đi, thành ra mình không còn tinh tấn nữa. Mà cái người không tinh tấn là cái người bây giờ hôm nay mình nói mình không có trí huệ, tất nhiên ngày hôm kia, ngày trước, thế giới nào đó, cái kiếp nào đó chúng ta đã không có tinh tấn. Thì bây giờ chúng ta biết chúng ta không có trí huệ thì chúng ta tinh tấn, thì chúng ta gieo cho kiếp sau các vị sẽ có trí huệ và các vị sẽ tinh tấn. Có như vậy thôi. Nhờ nói tới cái chánh niệm, các vị nghe nói trong trong thế giới của Bát Chánh Đạo, chánh niệm Kim Cang Vi Giác lẩm cẩm, mắt chánh niệm có cái gì đâu, phải không? Chánh niệm này là quan trọng lắm đó. Cái niệm các vị, khi các vị nói ra mà không có chân chánh, cái ý các vị không có chân chánh, khi cái ý các vị không chân chánh, các vị cầu nguyện có được không? Bảo đảm là không rồi đó. Bây giờ nói tới những cái ý niệm của chúng sinh, nghe nói bình thường nó có gì đâu, mà tại sao mà lại coi quan trọng giống như vậy? Tuy nhiên khi mà các vị có thông minh rồi đó, thì cho dù người ta đẩy các vị vô tà, các vị vẫn đi ra được như thường, đúng không? Nhưng mà nếu các vị không có thông minh, bây giờ người ta dẫn các vị vô chánh, các vị vẫn nghĩ tà như thường, tại vì các vị có cái tà kiến, nó cũng là như vậy đó, tại cái tà kiến của các vị. Người ta khuyên các vị thì các vị nghĩ người ta thủ lợi, người ta khuyên các vị cái này tốt thì các vị nghĩ là chắc là người này muốn cái gì đây. Khi mà chúng ta có tà niệm thì chúng ta lại suy nghĩ toàn là chuyện tà, tà kiến thì chúng ta thấy toàn là chuyện tà. Những cái điều mà Phật dạy không ngoài mục đích chỉ cho chúng ta con đường đi, cho dù chúng ta có nằm ở trong cái thế giới những người ác, chúng ta vẫn học được những cái hay, và chúng ta định được con đường chúng ta đi, tức là chúng ta phải tự tin. Chúng ta tự tin biết nhân quả đàng hoàng, tự tin biết rồi không có người tà sư nào mà có thể dụ dỗ được, không có người tà nào có thể bịt mắt chúng ta. Khi mà chúng ta đã có cặp mắt thật sự sáng, chúng ta biết nhân quả rõ ràng, trí huệ đầy đủ,
cặp mắt sáng. Chúng ta không cần đeo kiến màu. Thành ra không có người nào dụ dỗ mà nói cái màu này đẹp, cái chỗ này đẹp. Khi chúng ta không bị điếc, chúng ta có cái lỗ tai thiện, chúng ta có cái trí huệ, chúng ta nghe được, có cái huệ nhĩ, nghe được, biết được người nào dụ dỗ mình, biết người nào tà sư và người nào chánh sư, người nào minh sư. Đó là các vị nên dùng thời gian để thiền. Thiền để làm gì? Thiền để các vị thông được cái thế giới bên trong của các vị. Bây giờ các vị còn sống hữu tình, hữu vi, các vị nhìn thân, các vị đối lập bằng cái tướng. Cái vô vi, các vị phải ngồi thiền, phải quán chiếu, phải tư duy, phải nhìn vào cái nghiệp của mình, biết mình nằm ở trong cái chân lý của vũ trụ, biết mình nằm ở trong cái bậc thang thứ mấy, trong cái kiếp sống nhân sinh và kiếp sống của thế giới Bồ Tát. Đức Phật đi được 7 bước, các vị đi được mấy bước? Địa ngục là chỗ đau khổ. Nếu các vị còn thân tâm đau khổ là các vị còn nằm dưới địa ngục. Tuy nhiên, nếu các vị ở trên, các vị có thể đi xuống được, nhưng mà ở dưới đi lên khó lắm. Ngạ quỷ là một tâm bổn sẻn, các vị phải xả bỏ thì các vị mới thoát ra được cái tham. Thấy chưa? Sân si là các vị bảo thủ. Tất nhiên các vị còn nằm ở trong cái thế giới của Atula đạo. Nó muốn chiếm hữu, nó muốn thêm. Thành ra các vị sẽ bị nằm trong cái Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh tranh đấu nhau. Súc sinh là lúc nào cũng tranh đấu, giành hơn, giành thua. Và dục tính nó rất là nhiều. Dục tính không phải là nói về nam nữ hay là loại cái, loại đực không, mà nó nằm ở trong cái chỗ ham muốn, dục tình, dục tính, ham muốn tranh đấu, chém giết. Nó cũng nằm ở trong cái thế giới tranh đấu, chứ không phải là một cái thế giới mà của hòa bình, của an lạc. Và thân tâm của các vị Bồ Tát không có nằm ở trong đó. Hy vọng thế giới này, ngày hôm nay, điểm cho cái thời gian chúng ta được hội ngộ Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao gọi là Bổn Sư? Tất nhiên là người cha lành ở trong đạo. Và Ngài trong thế giới này, ta bà này, coi như là Ngài có cái nhân duyên. Thì theo như cái sự mà dẫn đạo của Ngài đã đưa cho chúng sinh đến bờ giác, đến sự giác ngộ. Và các vị tu nữa đi, đi vào thế giới thiền, các vị sẽ đi vào sâu hơn nữa. Nó phải có hữu, nó phải có vô. Khi mà chúng ta đạt được kết quả rồi thì các vị không có nằm trong cái chỗ mà phân biệt nhiều nữa đâu. Và các vị trừ từ đó các vị mới thương được những người, những chúng sinh, những vật sai. Cái sai là chúng ta muốn cái đối tượng cao hơn cái sự mong muốn của chúng ta. Chứ thực sự chúng sinh, cái bản lĩnh của chúng sinh không ai muốn thấp hết á. Cái bản thực lĩnh bất cứ của chúng sinh nào không ai muốn mình ngu hết á. Nhưng mà tại vì cái nhân duyên của chúng sinh đó chỉ nằm ngay chỗ đó mà thôi. Chúng ta cầu muốn một người mà sinh ra thế giới này trong sạch, không đụng tí cái đất, đi trên mây xanh không à, không có biết yêu là gì, không biết thương là gì, không biết ghét là gì, không biết có vợ là gì, không biết có chồng là gì, không biết có con là gì, thì chắc vậy các vị cũng không biết có cha mẹ là gì luôn. Vậy các vị đâu có xứng đáng mà độ chúng sinh trong thế giới này đâu, đúng không? Các vị phải biết hết, phải học hết. Mà các vị tìm được cái tâm các vị rồi, các vị tìm được, các vị nhìn thấy các vị rồi, thì từ đó các vị mới
là một đóa sen trong thế giới cực lạc, là một hoa sen, thân các vị là hoa sen hóa xanh. Các vị nhìn lại thế giới này, chúng sinh đồng một thể tánh, đều bình đẳng, và giống như Ngài Bổn Sư Thích Ca nói, các vị muốn sạch sẽ, muốn dơ, muốn làm dĩ nhân, muốn làm cái gì các vị cũng có thể làm được hết. Nhưng trước tiên các vị phải tự tin. Cái tự tin, cái giới là thầy dẫn các vị, luật là căn bản, các vị không thể rời được. Cái giới là cái cặp mắt của các vị, các vị mới được vào trong cái thế giới đó, nhìn so sánh cái thế giới, và các vị nhìn thấy được cái bậc thang của các vị đi cái thế giới. Các vị phải thiền quán để cái trí huệ các vị mới nhập vào cái bát nhã được, chứ không phải nói mà được đâu. Phải hành động đi, và đừng có chỉ trích, hãy xây dựng. Phải học những cái người khác, dù có vợ có chồng, hay là kiếp nào đó có là một người mà tệ bạc, hay là kiếp này, nhưng mà một niệm, các vị nghe rõ nha, một niệm trong sạch quyết định từ bỏ thế giới ma, từ bỏ thế giới ác. Tâm các vị quyết định không trở lại làm ác nữa. Đức Phật nói thấy không? Ông vô não đó, giết 999 người, còn một người nữa là muốn lấy mạng Đức Phật thôi. Ông biểu Ngài Bổn Sư Thích Ca là ngừng lại, đứng lại. Ngài Bổn Sư Thích Ca nói là ta đã đứng rồi, còn ngươi đứng chưa? Ta đã ngừng rồi. Thấy chưa? Ta đã ngừng rồi, cái tay chém giết chúng sinh rồi, còn ngươi có ngừng chưa? Các vị nghe rõ chứ? Tất nhiên ngừng lại cũng đắc là quả A-la-hán gì, nhưng mà phải trả qua những cái nghiệp đã làm. Thì các vị hãy suy nghĩ, nhân các vị phải nắm giữ lấy cái nhân duyên rõ ràng, nhân quả phải rõ, để không có ngồi trách phiền quá khứ, không có ngồi than vãn cho hiện tại, và không có mơ mộng cái tương lai. Các vị làm thì sẽ được thôi, không có ngồi đó mơ mộng mà phải hành. Đó là cái lời nói đầu tiên và cuối cùng cũng vậy. Hy vọng là các vị nắm lấy thân của mình và tâm của mình, đừng có để cho hạt giống lành muôn một mà cái thời gian, cái vô thường nó đến. Các vị hãy tu đi, giải thoát đi. Các vị sẽ thấy cái giải thoát cái gì, tại sao phải giải thoát. Còn bây giờ các vị nghĩ là tu bây giờ đắc đạo rồi, mình biến mất rồi, thế giới này bỏ ai? Các vị vẫn có thể lên xuống thế giới, nhưng mà các vị biết đâu là tội, đâu là phước. Các vị biết các vị làm chuyện lành hay chuyện ác, chuyện thiện hay chuyện ác, chuyện lành hay chuyện dữ. Các vị đừng có đổ thừa một cái thế giới nào, một người nào, một chúng sinh nào, một nhân sinh nào ngoài mình. Thiên thượng, thiên hạ do mình làm chủ. Thiên thượng, thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhớ cái câu này. Kim Cang Viên Giác chúc cho các vị Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, các chư tôn đức được thân tâm thanh tịnh, tu hành cho đến khi duyên thành được đạo quả, giống như những bậc giải thoát Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và các vị Bồ Tát trong quá khứ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật. Xin nhường lại cho MC và Đại sư Pháp Vân. Chúc cho các vị thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.